Phần cuối của chương trình ngày hôm nay là một câu chuyện rất khó tin. Xe máy có thể chạy được bằng nước lã. Một chiếc xe máy có thể chạy được tới 500 km chỉ với 1 lít nước lã. Câu chuyện này hoàn toàn có thật ở Brazil, nhờ nhiều tháng nghiên cứu và chế tạo của một người thợ cơ khí. Nỗ lực của ông và con trai ông đã tạo ra một sản phẩm đặc biệt tiết kiệm khi vận hành và hoàn toàn thân thiện với môi trường. Đi lấy nước, đổ nước vào máy, khởi động xe và lên đường. Động cơ này của tôi có thể đáp ứng được nhiều các chức năng khác nhau. Tôi còn chưa khám phá hết khả năng của nó, nhưng nếu để chạy xe máy thì tôi đã thử nghiệm nhiều lần. Chiếc xe có thể chạy quãng đường 500 km với 1 lít nước. Chiếc xe được ra đời nhờ kinh nghiệm về cơ khí của ông Ricardo và kiến thức hóa học của con trai ông sau nhiều tháng họ cùng nghiên cứu. Xe hoạt động nhờ nước cùng một ắc quy ô tô đóng vai trò tạo dòng điện và phân tách hydro từ các phân tử nước. Từ đó, quá trình đốt cháy sẽ giúp xe di chuyển. Ý tưởng về chiếc xe thân thiện với môi trường của ông Ricardo đang được nhiều người Brazil ủng hộ. Lợi ích của chiếc xe hoạt động nhờ hydro được phân tách từ nước là nó chỉ thải ra hơi nước. Điều này khác hẳn với xe chạy bằng xăng, thủ phạm xả khí thải carbon. Chiếc xe của tôi hoàn toàn thân thiện với môi trường là vì thế. Xuất phát từ nhu cầu tiết kiệm tiền xăng khi đi làm, người đàn ông Brazil này giờ đây đã không phải chi trả đồng nào khi chạy xe hàng ngày. Thậm chí một ngày nào đó, ông có thể kiếm được tiền từ sáng chế này. Quả thực là một sáng kiến độc nhất vô nhị và nếu như được phát triển và nhân rộng thì đây chắc chắn sẽ là điều mà tất cả mọi người đều mong muốn sử dụng. Và những thông tin này thì cũng đã kết thúc chương trình thời sự 12 giờ trưa hôm nay của Đài Truyền hình Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và xin kính chào.